Không phải ngẫu nhiên mà điện tâm đồ được người ta đưa vào làm xét nghiệm thường quy khi vào viện khám đâu các bạn. Điện tâm đồ hay ECG là một thủ thuật không đau, rất hiệu quả và lại nhanh chóng, giúp đánh giá hoạt động của trái tim. Nó ghi lại các tín hiệu điện do trái tim của bạn phát ra mỗi khi nó đập. Các bệnh có thể phát hiện được qua điện tâm đồ như là: thứ nhất, bệnh về tim mạch. ECG có thể giúp phát hiện ra các vấn đề về nhịp tim, từ nhịp tim quá chậm đến nhịp tim quá nhanh đều có thể được chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Bệnh cơ tim. ECG cũng có thể tiết lộ vấn đề về cơ tim như là tim to hoặc các vấn đề về cấu trúc cơ tim. Thứ hai, về thiếu máu cơ tim. Khi trái tim không nhận đủ máu, ECG có thể phát hiện ra các dấu hiệu của việc này, điều mà chúng ta thường gọi là đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Thứ ba, rối loạn điện giải. Khi có mất cân bằng các khoáng chất trong máu của bạn như là kali, magie cũng có thể được phát hiện qua ECG. Thứ tư, về hiệu quả điều trị thì cuối cùng là ECG có thể giúp các bác sĩ hỗ trợ đánh giá hiệu quả của các loại thuốc hoặc các phương pháp điều trị khác đang được áp dụng cho tim. Còn về quy trình thực hiện ECG, thực hiện ECG rất đơn giản. Bạn chỉ cần nằm xuống và chúng tôi sẽ gắn một số dây dẫn nhỏ lên ngực, cánh tay, chân của bạn. Thì thủ thuật này thì cũng không mất nhiều thời gian và hoàn toàn không gây đau đớn. Qua đó có thể thấy rằng điện tâm đồ là một công cụ thực sự là quan trọng trong việc chẩn đoán và theo dõi các bệnh liên quan đến tim. Nếu bạn hay ai đó bạn biết cảm thấy có triệu chứng bất thường liên quan đến tim, đừng chần chừ liên hệ với bác sĩ. Phòng khám đa khoa Baxter luôn sẵn sàng đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình khám, điều trị và theo dõi sau điều trị.